Ồ, em bị hết tủ số 50 các bạn ơi. Ê ô. Chào mừng bạn đã đến với kênh YouTube của tạp chí Nghe từ Việt Nam. Nếu như các bạn là tín đồ của game League Mobile thì gần đây các bạn sẽ biết chúng ta đã được cập nhật lên một cái phiên bản, đấy là Đấu trưởng 3.0, để giúp cho các bạn có một số những cái trải nghiệm mới mẻ hơn, và cũng như chúng ta cũng sẽ có một cái mức setting mới, tức là cái mức đồ họa có thể mở đẩy lên được là HD, thay vì trước đây thì các bạn sẽ chỉ để nó ở cao cũng như là chất lượng hình ảnh ở cao. Thì với những chiếc máy kiểu chạy Snapdragon 845, chạy Snapdragon 855 hay Snapdragon 835, chúng ta cũng có thể mở lên được mức HD rồi. Nhưng mà mình thấy rất khó hiểu và thấy hơi buồn một chút, bởi vì là cái chiếc iPhone 7 Plus lại không mở lên được cái mức này. Cụ thể khi mà mình kéo thử cái đồ họa chất lượng hình ảnh ở trong cái tựa game mobile này trên chiếc iPhone 7 Plus lên mức HD thì nó sẽ lên một thông báo rất tiếc cấu hình điện thiết bị của bạn hiện tại không đủ để đáp ứng đồ họa cao hơn nữa, vì sẽ gây ra hiện tượng lag khi chơi game. Mình thấy đây là một điều khá là khó hiểu, bởi vì từ trước đến nay con chip Apple A10 là một con chip được đánh giá cao hơn so với con chip Snapdragon 835, hay là thậm chí nó được đánh giá là tương đương với con chip Snapdragon 845, gần tương đương thôi, chứ mà nói tương đương ngang ngang thì sẽ nhận khá nhiều gạch đá. Thế nhưng mà khi mà chúng ta có bản Liên Quân Mobile Đấu trưởng 3.0, tất cả những chiếc máy kia Snapdragon 835, chúng ta có Snapdragon 845 hay là 855 đều mở lên HD được, nhưng chiếc máy này lại không mở được, thì đây là một trong những cái thứ mà mình đánh giá là cấu hình của iPhone 7 đã có vẻ đuối với tựa game Liên Quân Mobile khi chúng ta update lên rồi. Mình thấy có một số anh em thì có bảo là rằng là cái chiếc iPhone 7 Plus này khi mà chơi game khoảng tầm đến phút thứ 8, thứ 9, thứ 10 gì đấy thì sẽ xảy ra hiện tượng giật lag và drop khung hình khá là nhiều, thì mình cũng sẽ chơi thử cho bạn xem. Bởi vì ok, như vậy là chúng ta đã vào được trong game thì các bạn có thể thấy rằng là từ những cái hiệu ứng zoom lên từ trên xuống dưới thì nó đã rất là mượt mà, không có gì về thắc mắc ở đây hết. Hiện tại bây giờ thì FPS của nó đang nằm ở mức 58, sau đó nhảy 59, mình sẽ đi xuống đường rồng là chắc chắn rồi, không thể nào mà xạ thủ đi đường ba rừng được. Nó không phải ba rừng mà nó là Seiya. Thì tại vì lâu lắm rồi mình không chơi cái tựa game này nên không biết là những con tướng thay đổi như thế nào và cũng như được update bao nhiêu tướng lên nữa rồi. Mạng của mình thì hiện tại đang là 32 ms, ping đang là 32. Xạ thủ thì tất nhiên đầu game sẽ phải farm nhiều, nhưng mà do là mình không để ý nên là hai thằng đều bích xạ thủ, đâm ra là giờ không biết là thằng nào nhường thằng nào farm nữa. Nói chung ở giai đoạn đầu game như thế này thì mình cũng không muốn để ý nhiều đến phần FPS, bởi vì là hiện tại bây giờ máy nó mới chỉ hơi ấm một chút mà thôi, thì FPS cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều, và cũng như là bây giờ vẫn chưa có đủ cái chiêu thức, thế nên rằng là những cái combo nó vẫn khá là nhẹ, vẫn chưa thể nào mà để thấy được những cái gì. FPS của mình thì hiện tại đã bị tụt xuống 57, 60, 59, 57, 60, tức là nó khá là đồng đều, nó tụt có mỗi tí sau đó lại về lại. Chúng ta cũng sẽ không có gì phàn nàn. Chủ yếu là với tựa game này thì các bạn sẽ thấy nó hơi đuối một chút so với một số chiếc máy khác mà thôi. Ví dụ như bây giờ khoảng tầm là hơn 5 triệu chúng ta có LG G7 như hôm trước mình đã chia sẻ, nó có thể mở cho các bạn max setting ở tựa game League Mobile này, hay là với tựa game PUBG Mobile thì nó cũng có thể là mở lên gần max setting được. Nó chỉ thiếu mỗi cái nữa, đấy là mở HDR và cái FPS ở cực độ mà thôi. Thua đúng con chip Snapdragon 855, không thua một chiếc máy nào cả. Hay là khoảng tầm hơn 6 triệu, tầm 6 triệu, hơn 6 triệu, chúng ta cũng có kiểu S8, S8 Plus, hay là chúng ta cũng có con S9 Plus tầm 7 triệu rưỡi, có chip Snapdragon 845, cũng chơi được max setting các thứ các kiểu. Đấy, các bạn thấy có quá trời sự lựa chọn nó hơn cái chiếc iPhone 7 Plus này. Nhưng mà nếu như bỏ qua vấn đề chơi max setting đi thì cái chiếc iPhone 7 Plus này chơi vẫn rất ổn đấy chứ. Ổn định, không có gì phàn nàn cả, nhưng mà bù qua sức lại thì nó cũng hơi thiếu một tí. Ví dụ như là màn hình thì không có nhiều cái thứ mới này, không có tỷ lệ mới, không có vuốt kiểu không có thao tác vuốt thông minh, hay là chúng ta cũng sẽ không có quá nhiều thứ về camera. Nhưng mà bù lại thì cái phần chơi game của nó ổn định, chơi game ổn định. Ồ, FPS tụt xuống 50 các bạn ơi. Ê ô, giờ mình mới thấy FPS tụt 50 kìa, 54, 53 kìa, 50, 51 kìa. Uầy, uầy, thế này không ổn rồi. Tại vì là cái trận đầu tiên mà mình chơi ấy thì máy có nóng, thế nhưng mà cái FPS nó không bị tụt sâu xuống như thế này. Còn cái trận này, uầy, nó tụt xuống tận 50. Bất ngờ vãi. iPhone từ trước đến nay với những tựa game kiểu Liên Quân Mobile cũng được đánh giá là tựa game không quá là nặng, nhưng mà bây giờ lại bị tụt xuống tận 50 như thế thì uầy, bất ngờ. Thật là bất ngờ. iPhone đấy các bạn,
iPhone 7 Plus đấy các bạn. Như thế này thì làm sao mà cạnh tranh được nữa. Trước đây nhá, iPhone, đồng ý là iPhone có nhiều thứ cũ cũ như mình đã kể, màn hình không mới mẻ, không có thao tác thông minh, camera kép cũng bình thường mà thôi, chả có camera góc rộng, cũng không có chỉnh đường màu hậu cảnh. Nhưng mà bù lại thì chúng ta có một cái hiệu năng ổn định để chơi game, hiệu năng mạnh mẽ, kể cả một chiếc máy ra 3-4 năm vẫn chơi được. Nhưng bây giờ cái chiếc máy này mới ra 4 năm, ra 4 năm, nằm khúc 8 triệu, tức là phân khúc hơn rất nhiều những chiếc máy khác. Nhưng mà chơi game thì lại không bằng những chiếc máy kiểu bây giờ tầm 6 triệu, chạy chip Snapdragon 710, chơi game cũng rất là ổn định ở tựa game này. Thế nên rằng chúng ta sẽ phải suy nghĩ thật là kỹ trước khi mà lựa chọn iPhone 7 Plus ở thời điểm hiện tại. Vừa nãy thì mình định làm video giải thích là ôi cái chiếc máy này nó không giật lag, không bị tụt FPS quá nhiều. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta đã phải suy nghĩ lại rồi. Đây mới là ở phút thứ 4 mà thôi mà FPS đã bị tụt xuống như thế rồi. Một chút nữa không biết là mình đánh đến phút thứ 7, thứ 8, thứ 9 hoặc thứ 10 thì không biết là nó còn tụt đến cỡ nào nữa. Đây sẽ là một trong những thứ mà chúng ta nên phải suy nghĩ lại về iPhone 7 Plus này. Đừng bạn nào nhảy vào gạch đá mình nhá. Đây là mình mới chơi cái trận thứ 2 thôi. Trận thứ 2 mà lại còn cách mấy chục phút nữa. Mình chơi cái trận kia phải cách đây ít nhất là khoảng tầm 30 phút, tức là chiếc máy nóng lên và đã nguội về bình thường, về trạng thái bình thường rồi, mình mới làm video test tiếp. Thì đây là trận tiếp theo đầu tiên. Trận tiếp theo đầu tiên mà chiếc máy đã ra như vậy. Để xem nhá. FPS bây giờ thì chúng ta đang có là 60:58. Chút nữa có mắt mạnh để xem là nó có giật hay không. Tất nhiên khi mà FPS nó tụt về mức 50 ấy thì chúng ta cũng sẽ không thể nào mà cảm nhận được cái sự giật lag quá nhiều vì nó vẫn mượt. Thậm chí là khi các bạn mở nó về 30 thì nó vẫn mượt, nhưng mà nếu như nó tụt đột ngột từ 60 về 40 thì nó sẽ gây ra một số tình trạng là giật. Còn nếu như mà từ 60 về 50 thì nó vẫn khá là ổn thôi. Nó khá là ổn nhưng mình không nói là nó bình thường. Nó không bình thường mà nó chỉ nằm ở mức khá ổn, nó không gây cho các bạn khó chịu thôi. Nhưng mà mức như thế thì đã là không chấp nhận được với một chiếc máy 8 triệu rồi. Đơn giản là như thế thôi. Và chúng ta, thế nên mình cũng khá là dễ hiểu khi mà cái chiếc máy này không thể mà ui 52 kìa, 52 FPS kìa. Đây là mình mới chỉ một mình đứng ném trụ nha. 52, 51 FPS kìa. Mình sẽ đi ra đây chỗ nào đông đông một chút để tìm đồ ăn thức uống cái xem. 5960 vẫn 5960. Đây đùng 54, chỉ mỗi một cái chiêu thức tung xuống rồi. 52, thằng cu kia nó nhìn thấy mình cái là nó chạy, nó không dám vào gần nữa, kinh mình rồi. Murat đúng rồi, lâu lắm rồi mình không chơi cái tựa game này, giờ mình chuyển sang chơi PUBG là mình rất là bất ngờ khi mà iPhone 7 Plus thực sự đã đuối với đấu trường 3.0 của tựa game đấy là Liên Quân Mobile. Và qua video này thì chắc là mình cũng không cần phải nói gì nữa rồi. Các bạn đã thấy quá rõ về chiếc iPhone 7 Plus này với tựa game Liên Quân Mobile đấu trường 3.0 và với tựa game PUBG. Thì nói chung là nếu như các bạn setting nó ở cái mức gọi là trung bình thôi thì chơi vẫn mượt. Còn nếu mà các bạn set mức cao thì mình sẽ có một video để test sau đấy cho các bạn. Và các bạn thấy sao về iPhone 7 Plus ở thời điểm hiện tại khi mà chiến những tựa game được đánh giá là tựa game tầm trung thôi, không phải là cao cấp, không phải quá cao, không phải quá nặng mà nó đã như vậy? Xin comment để lại ý kiến cũng như là cảm nhận các bạn phía bên dưới phần bình luận của video. Video của mình tạm dừng lại tại đây. Các bạn cảm thấy hữu ích đừng quên để lại một like, share và bấm subscribe kênh YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong video lần sau.